Hello, xin chào cả nhà nha. Chào cả nhà đã trở lại kênh Việt Vlog. Chiều nay nhà cũng có làm mấy món để ăn chiều nha cả nhà. Cả nhà xem clip mà thấy hay nhớ ủng hộ gia đình mình bằng cách là cho gia đình một like một cái kênh nha cả nhà. Để gia đình mình có động lực làm những video tiếp theo cho cả nhà theo dõi nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Thì chiều hôm nay ở nhà mình cũng có xào hủ tiếu nha cả nhà, để ăn chiều nha. Thì ở đây thì mình cũng có món hủ tiếu nha, với lại đây là lòng gà nha cả nhà, với lại đây cũng có ít tôm nữa nha. Ở đây thì cũng có giá với lại hẹ, với ở đây cũng có cần tây nha. Đây thì tỏi ớt đã bầm hết với hành tím nha cả nhà. Ở đây thì mình cũng ốp mỗi gia vị vô lòng gà nha cả nhà, như là hạt nêm, đường, bột ngọt với lại ít tiêu nha. Với mình cũng cho thêm một ít dầu hào nữa nha cả nhà. Đây mình trộn lên cho nó thấm gia vị nha cả nhà. Rồi, như vậy là mình ốp lòng cũng đã xong rồi nha. Bây giờ mình bắt cái chảo lên để mình phi tỏi nha cả nhà. Bây giờ chảo mình cũng đã nóng rồi nha, mình cho một ít dầu vô nha. Phi tỏi này để một hồi thì mình bỏ lên hủ tiếu nha. Chảo dựng nó nóng rồi, tiếp tục mình cho tỏi vô nha. Rồi mình cũng cho thêm một ít hành tím nữa nha. Giờ tỏi của mình cũng đã vàng rồi nha. Giờ tiếp tục mình cho nó ra chén nha cả nhà. Tỏi với hành phi của mình bây giờ cũng đã xong rồi nha cả nhà. Giờ cũng đã nóng rồi, bây giờ tiếp tục mình cho hành tím vô để mình xào thịt nha, xào lòng gà nha cả nhà. Hành tím cũng đã vàng nha, tiếp tục mình cho lòng gà vô nha cả nhà. Được ăn tôm đi luôn nha. Cua nữa không? Cua đồng. Giờ cái hủ tiếu của mình cũng đã trụng xong rồi nha cả nhà. Lòng gà với tôm mình bây giờ cũng đã chín rồi nha. Giờ tiếp tục mình cho giá hẹ vô luôn nha. Rồi, bây giờ tiếp tục mình cho cần tây vô luôn nha. Rồi vậy thì cái nồi chảo
lòng gà với tôm mình giờ mình đã xong rồi nha cả nhà. Giờ mình tắt bếp nha. Rồi, bây giờ tiếp tục mình bỏ con tiếu về để mình xào luôn nha cả nhà. Bây giờ mình để hủ tiếu vô để mình trộn nha cả nhà. Mới đi chơi được. Thank you.
Thank you.
10 phút. Video mình cũng nói dài nha cả nhà. Cả phút nha. Hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo nha. Cả nhà các hãy nhớ ủng hộ gia đình mình, tức là cho gia đình một like, một cái kênh cả nhà. Rồi xin chào cả nhà nha. Hẹn gặp lại video tiếp theo.